chơi đi. Mẹ dọn quét nhà, dọn nhà đấy. Chưa? Chưa? Xin ngồi đây chơi nhá. Mẹ đi quét cái sân đằng sau. Ở đây. Đây chơi đi. Đây chơi, mẹ quét sân cái sân đằng sau xong rồi mẹ lại nhá. Đây mẹ đi quét cái sân cái đã. Rồi, ở đây chơi đi. Thank you.
SinSin đâu rồi nữa trời. Mẹ đang mệt nữa mà không biết SinSin nó đi đâu rồi. Nó đi đâu rồi trời. Đường sau quét cái sân xong đi vào không thấy nó nữa. Em thì mệt nữa. Dạ dạ dạ. Chắc cam hả? Để em thử chắc xem anh đâu. Rồi rồi. Kiếm luôn đấy. Rồi, đi. Đi ô. Vào thôi. Vào nhà nhá. Vào nhà. Chơi nãy trò vào nhà. Xin nhá. Nãy giờ làm mẹ nãy giờ mẹ kiếm nhá. Mẹ đang mệt luôn đấy. Nãy giờ kiếm.
sao xin trốn đi chơi á? Mẹ đang mệt nữa, xin trốn đi chơi nữa. Đó. Nãy mẹ điện cho bố ấy, kêu ấy xin đi đâu rồi á, mẹ mệt á. Mẹ gọi lại cho bố lại nhá. Ở đây lại nhá. Mẹ điện cho bố đã. Xong rồi mẹ điện xong rồi mẹ cho xin uống sữa nhá. Vườn cà bế vào rồi. Vâng vâng, tí nữa anh đi làm đấy á. Rồi. Thôi nhá. Rồi. Xin nhá. Sao đi chơi là phải kêu mẹ đi cùng nhá, không kêu nhá. Chưa? Mẹ mệt mẹ không kiếm nhá. Mẹ ăn mệt nữa. Chưa? Mẹ lấy cho hộp sữa ngồi bên mẹ lấy cho hộp sữa uống nhá. Ngồi đây, ngồi đây. Ừ, mẹ lấy cho hộp sữa uống. Ngồi đây, ngồi đây. Mẹ lấy cho hộp sữa uống. Mẹ nha, lấy cho. Đây, xin lấy. Lấy uống, mẹ lấy cái khăn này, cái khăn cho mẹ uống. Đây, này, cái áo, ướt áo. Đây. Bởi sao xin không được như thế này nhá, nghe chưa? Được trốn đi chơi nữa nghe chưa? Mẹ lo mẹ đi tìm nữa chưa? Mẹ uống sữa. Mẹ xem hết chưa này? Xin đưa mẹ xem hết cho nha. Hết rồi, hết sạch con rồi. Hết rồi nhá. Hết rồi xin ơi. Hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Bỏ xin ra đây, xuống đây, này, này. À, bữa sau không được vậy nghe chưa? Bữa sau không được chỗ mẹ đi chơi nữa nghe chưa? Rồi, ngồi đây chơi lúc nhỉ. Mẹ mệt quá, ngồi xíu nhá. Chưa.